Việc trồng cây cảnh phong thủy trước nhà là một điều hết sức cần thiết. Việc này vừa có tác dụng trang trí, làm mát nhà, vừa mang rất nhiều ý nghĩa, thu hút tài vận và may mắn. Đặc biệt thì một số loại cây còn có khả năng thanh lọc không khí, bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình bạn. Tuy nhiên thì các bạn cần phải lưu ý những điều sau khi trồng cây xanh trước nhà để thực sự có một không gian thật hoàn hảo và phát huy tối đa. Chọn cây phù hợp với diện tích của ngôi nhà, không nên trồng cây quá to vì cây to lá xum xuê, canh che kín hết ánh sáng vào nhà, khiến căn nhà sẽ bị tối đi, thiếu dưỡng khí, gây bất lợi cho gia đình bạn. Các cây quá lớn sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan cũng như yếu tố phong thủy của căn nhà. Không nên chỉ trồng cây đại thụ duy nhất trước nhà, nếu không thể chặt cây cổ thụ lâu năm thì nên thắp đèn sáng trước nhà, đồng thời chặt bớt lá cây để cành cây bớt lòa xòa, ánh sáng có thể chiếu vào nhà. Không nên để cây trồng trước nhà bị khô héo hoặc chết. Nếu cây chết thì phải chặt đi và trồng cây khác thay thế. Theo quan niệm trong phong thủy, nếu phía trước nhà mà có cây bị khô hoặc chết, bạn có thể sẽ gặp phải nhiều chuyện đau buồn, sống cô đơn. Không nên trồng các loại cây có quá nhiều gai góc và cành đâm tỉa nhiều vì sẽ gây nguy hiểm cho các thành viên trong gia đình. Các cây trồng trước nhà nên có sự tương đối cân xứng với nhau, không quá to cũng không quá nhỏ để tạo nên vẻ đẹp tổng thể cho ngôi nhà. Hy vọng rằng với những lưu ý mà chúng tôi gửi tới cho các bạn thì mọi người sẽ có được những mẹo nhỏ trong việc trồng cây xanh trước nhà sao cho thật hoàn hảo nhất.